Bốn lý do vì sao đa số lãnh đạo cấp cao trở cờ, ngả theo Tô Đại để chống lại Tổng Trọng. Cuộc chiến cung đình trong nội bộ ban lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam bất ngờ thay đổi cục diện. Chủ tịch Tô Lâm bất ngờ chiếm thế thượng phong sau khi thành công trong việc đưa ông Lương Tam Quang, người chưa vào Bộ Chính trị nhưng vẫn được Quốc hội ủng hộ với số phiếu tuyệt đối để ngồi vào ghế Bộ trưởng Bộ Công an. Trước đó ít lâu, theo giới quan sát cho rằng Tô Lâm bị tập thể Bộ Chính trị ép buộc phải ngồi vào chiếc ghế Chủ tịch nước, đồng thời Tổng Bí thư Trọng và phe cánh bằng mọi cách không để cho những nhân vật thân cận cựu Bộ trưởng Bộ Công an, với mục tiêu làm giảm quyền lực của ông Tô Lâm khi ngồi lên ghế Chủ tịch nước, một chiếc ghế có tiếng nhưng không có quyền. Tuy nhiên, với sự vận động âm thầm, bí mật và bền bỉ, cộng với sự tích lũy về thế và lực, sau 8 năm ngự trên chiếc ghế Bộ trưởng Bộ Công an, và cuối cùng Tô Lâm đã thu được chiến quả như đã thấy. Sự thắng lợi của ông Tô Lâm xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau, nhưng tựu chung có thể là: thứ nhất, sau gần 3 nhiệm kỳ ngồi trên ghế người đứng đầu của Đảng Cộng sản Việt Nam, ông Nguyễn Phú Trọng đã thất bại không chỉ trong cuộc chiến chống tham nhũng mà kể cả công tác nhân sự. Việc chỉ hơn 3 năm đầu của nhiệm kỳ Đại hội Đảng 13 đã có trên 20 ủy viên Trung ương Đảng bị xử lý kỷ luật và khởi tố hình sự, trong đó có 6 trên tổng số 18 ủy viên Bộ Chính trị. Đặc biệt, 5 nhân vật cấp cao nhất gồm 3 tứ trụ và thường trực Ban Bí thư cũng phải khăn gói ra đi cùng với một lý do liên quan đến tham nhũng. Thứ hai là ông Nguyễn Phú Trọng, trong 13 năm trên cương vị Tổng Bí thư đã tỏ ra là một người có tham vọng quyền lực quá lớn. Theo quy định của điều lệ Đảng thì đồng chí Tổng Bí thư không được phép ngồi quá 2 nhiệm kỳ liên tiếp. Nhưng ông Trọng vẫn đặt ra các biệt lệ, tự cho mình được hưởng quyền đặc biệt để tiếp tục duy trì quyền lực một cách vô tổ chức và tùy tiện. Vậy mà có nhiều dấu hiệu cho thấy ông Nguyễn Phú Trọng có ý định tạo ra tình thế để ngồi lại nhiệm kỳ Tổng Bí thư lần thứ tư. Ngoài ra, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã lợi dụng cái gọi là công cuộc đốt lò để thanh trừng các đối thủ chính trị và phe nhóm chống đối. Đồng thời, ông Trọng cũng gây bè, kết cánh để duy trì quyền lực với phương châm Tổng Bí thư phải là người Bắc có lý luận, đã gây ra sự chia rẽ vùng miền sâu sắc. Điển hình là phe Nghệ An và phe Hà Tĩnh bệ đỡ và là lực lượng ủng hộ tuyệt đối cho ông Trọng đã được ưu ái quá lớn trong việc sắp xếp nhân sự lãnh đạo, với số lượng ủy viên Trung ương, ủy viên Bộ Chính trị nhiều đến mức đáng nghi ngờ. Nhưng ngược lại, khi họ vi phạm kỷ luật hay vi phạm pháp luật thì gần như được bỏ qua, không bị xử lý. Tiếp theo, thứ tư là một phần sai lầm lớn nhất của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đặt niềm tin vào lực lượng của Bộ Công an, biến đội quân của Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm kể từ sau Đại hội Đảng lần thứ 12 năm 2016 từ lực lượng thanh kiếm và lá chắn trở thành lực lượng chỉ biết còn đảng, còn mình. Để chống tham nhũng, Tổng Bí thư đã phải dựa hẳn vào Bộ Công an, ngày càng lệ thuộc vào lực lượng này. Nhưng ngược lại thì sao nhãng sự quan tâm đối với quân đội? Điều đó đã giúp cho chi trong vòng 8 năm qua, Bộ Công an đã có sức mạnh được nhân lên gấp bội. Với sự chống lưng từ Bắc Kinh kể từ sau Đại hội lần thứ 12, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tạo cho mình một quyền lực tuyệt đối, tới mức cho ai chết thì phải chết, không được phép bị thương. Nhưng lãnh đạo cấp cao trong đảng, đặc biệt là giới chức tướng lĩnh quân đội và ngoài mặt thì tỏ ra phục tùng, nhưng sau lưng họ hoàn toàn không hài lòng với nhân cách và đạo đức của Tổng Bí thư. Và họ chờ đợi từ lâu sự nổi loạn của Bộ Công an dưới sự dẫn dắt của Nhạc trưởng Tô Lâm. Nhưng ông Trọng đã phạm một sai lầm chết người tiếp, đó là Bộ trưởng Bộ Công an là một kẻ đa mưu túc kế. Ông Tô Lâm đã khôn khéo chuẩn bị thế và lực, đặc biệt là lực lượng nhân sự để tiếm quyền Tổng Bí thư trong một kế hoạch cuộc đảo chính không tiếng súng, và đã thành công như đã thấy. Sự hân hoan của Đại tướng Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ông Phan Văn Giang và hầu hết các giới chức lãnh đạo cấp cao khác trong buổi lễ nhậm chức Bộ trưởng Bộ Công an của Thượng tướng Lương Tam Quang đã cho Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì thể hiện rõ nhận định vừa kể trên. Đây là hệ quả của tình trạng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng một thời gian rất dài bị đàn em du ngủ, đã mộng du và tưởng rằng đất nước ta chưa bao giờ có được tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay. Điều đó cho thấy chân lý không có đồng minh vĩnh viễn hay kẻ thù vĩnh viễn, mà chỉ có lợi ích mới là vĩnh viễn. Đến hôm nay, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã phải trả giá cho những lỗi lầm kể trên. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo .de với bản tin 4 lý do vì sao đa số lãnh đạo cấp cao trở cờ, ngả theo Tô Lâm, chống lại Tổng Trọng. Liệu Tô Chủ tịch có tái khởi động xử tội sâu chúa Lê Thanh Hải và Tổng Trọng hay không? Một điều bất ngờ đến khó tin, cuộc chiến cung đình Việt Nam đã vào hồi kết. Phe Tô Lâm đã đảo ngược lại thế cờ
và chiếm thế thượng phòng, liên minh của ông Tổng Trọng cấp có thẩm quyền đã đi vào bế tắc, khó có khả năng xoay chuyển tình thế. Một vấn đề được dư luận xã hội hết sức quan tâm đó là sau khi nắm quyền lực, Chủ tịch nước Tô Lâm có cho khởi động việc mở rộng điều tra giai đoạn 2 vụ án Vạn Thịnh Phát để xử tội sâu chúa Lê Thanh Hải hay không? Giới quan sát cho rằng ông Hải đã phạm phải những tội trạng Tây Đình, nhưng nhờ được Tổng Trọng bảo kê nên vẫn hạ cánh an toàn. Tờ báo Vietnamnet vào ngày 6 tháng 6 đưa tin bà Trương Mỹ Lan vận chuyển qua biên giới hơn 106.000 tỷ đồng. Bản tin cho biết cơ quan điều tra Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới xảy ra tại tập đoàn Vạn Thịnh Phát, ngân hàng SCB và các đơn vị tổ chức có liên quan. Cơ quan điều tra Bộ Công an đã đề nghị truy tố 34 bị can về các tội như lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. Trong đó, bà Trương Mỹ Lan bị đề nghị truy tố về cả 3 tội danh trên. Ông Chu Lập Cơ, chồng bà Lan, bị đề nghị truy tố về tội rửa tiền. Theo kết luận điều tra, để chuyển hơn 4,5 tỷ đô la, tương đương hơn 106.000 tỷ đồng ra nước ngoài và nhận từ nước ngoài về Việt Nam thông qua các công ty trong hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát và các công ty tổ chức ở nước ngoài đã ký nhiều hợp đồng giả mạo. Những hợp đồng này đã hợp thức hóa cho việc chuyển tiền từ nước ngoài về Việt Nam và ngược lại, điều này đã ảnh hưởng tới an ninh kinh tế cũng như an ninh tiền tệ của Việt Nam. Theo giới phân tích, quy mô và mức độ tham nhũng của tập đoàn Vạn Thịnh Phát và bà Trương Mỹ Lan lớn tới mức đã khiến Bộ Công an phải mở rộng và tiếp tục điều tra giai đoạn 2 của vụ án này. Cụ thể, trong vòng hơn 10 năm, bà Lan và hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát của bà đã được SCB bơm gần 1.067.000 tỷ đồng, tức là khoảng 45 tỷ đô la, với số dư nợ còn lại là 677.000 tỷ đồng, tương đương 28 tỷ đô la, và đều là nợ không thể thu hồi. Công luận đặt ra câu hỏi vì sao và lỗ hổng nào đã giúp cho bà Trương Mỹ Lan và đồng bọn hoành hành trong thời gian dài đến như vậy mà không bị phát hiện. Bất chấp những cảnh báo của truyền thông nhà nước, nhưng vụ án vẫn không được quan tâm trong một thời gian rất dài. Các sai phạm mang tính hệ thống của bà Lan và tập đoàn Vạn Thịnh Phát kéo dài suốt 20 năm, vậy mà vẫn không hề bị phát hiện. Công luận cho rằng nếu phát hiện sớm, thì số tiền hơn 1 triệu tỷ, trong đó có tiền gửi của người dân, tiền mua trái phiếu và của khách hàng lên tới 500.000 tỷ, sẽ không bị thất thoát và biển thủ toàn bộ đến như thế. Và chắc chắn bà Lan phải có các mối quan hệ với các giới chính trị cấp cao nhất trong Đảng Cộng sản Việt Nam. Không loại trừ khả năng bà có mối quan hệ với quan chức cấp cao nhất trong ban lãnh đạo cả trước và hiện nay. Đáng chú ý, mối quan hệ giữa ông Lê Thanh Hải và bà Trương Mỹ Lan được giới quan sát cho là đến mức khó tách bạch rõ ràng. Ông Hải đỡ đầu cho bà Lan của Vạn Thịnh Phát hay ngược lại. Đó là lý do lâu nay công luận khẳng định ông Hải đã sử dụng quyền lực tạo điều kiện để bà Trương Mỹ Lan và Vạn Thịnh Phát chiếm đoạt hơn 300.000 tỷ đồng, tương đương với 12,5 tỷ đô la Mỹ tại ngân hàng SCB. Cách đây chưa lâu, tờ Thời báo.d đã dẫn một nguồn tin nội bộ cho biết Lê Thanh Hải đã bị câu lưu ở Hà Nội để chuẩn bị khởi tố bắt giam. Tuy nhiên, do nhiều yếu tố tác động nên Bộ Công an đã không thực hiện được dự định đó. Theo giới quan sát, những sai phạm nghiêm trọng của cựu Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Chủ tịch Thành phố Hồ Chí Minh Lê Thanh Hải chắc chắn đã được bao che. Trong đó, vai trò của Tổng Trọng và Võ Văn Thưởng là không thể bỏ qua. Theo giới quan sát, trước đây, khi chưa nắm chắc được thế chủ động, ông Tô Lâm đã sử dụng chiêu dùng cây dọa khỉ nhằm thỏa mãn mối quan tâm bức xúc của dư luận xã hội. Nhưng tới nay, công luận vẫn hy vọng Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ không để tình trạng Tổng Trọng ngang nhiên che chắn và không xử lý Lê Thanh Hải. Đồng thời, công luận tin rằng số phận của sâu chúa Lê Thanh Hải sẽ kết thúc sau những hàng song sắt như hy vọng của đông đảo người dân Việt Nam. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo.d với bản tin liệu Tô Chủ tịch có tái khởi động hỏi tội sâu chúa Lê Thanh Hải và ông Tổng Trọng hay không. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.d.